mời quý vị các bạn đến với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ vòng 3 còn lại 2 thí sinh. Lần này sẽ có 3 lượt lựa chọn bằng cách bấm bàn phím. Và mỗi câu trùng khớp ý với bé sẽ được tặng thưởng 40 điểm. Các bé sẽ trả lời duy nhất chỉ có một câu hỏi mà thôi. Và sau vòng 3, thí sinh ít điểm hơn buộc lòng phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Trong trường hợp hòa nhau thì sẽ có một câu hỏi phụ để tìm ra ai là người chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi của vòng 3 như sau. Cá heo nuôi con bằng gì? Chúng ta biết cá heo nuôi con bằng sữa. Nhưng mà đối với trẻ con thì đây là vấn đề không đơn giản. Và bây giờ, lượt lựa chọn đầu tiên, xin mời bạn Lê Dũng chuẩn bị. Bé Yến Phi, theo bạn thì bé Yến Phi có biết cá heo nuôi con bằng gì không ạ? Theo Lê Dũng nghĩ rằng là bé Yến Phi không biết. Yến Phi ơi, con có biết cá heo nuôi con bằng gì không? Dạ thưa chú, con cá heo nuôi con bằng sữa. Tại vì mẹ con nuôi con bằng sữa, nên cha con nghĩ con cá heo cũng nuôi con bằng sữa. Rất tiếc chưa trùng khớp ý với bé. Tiếp tục sự lựa chọn của bạn Việt Hà chuẩn bị. Bé Tiết Trinh có biết là cá heo nuôi con bằng gì không ạ? Dạ bé biết ạ. Tiết Trinh ơi, cá heo nuôi con bằng gì? Dạ thưa, con cá heo thường nuôi con bằng sữa. Rồi con thấy ba mẹ cũng cho con uống sữa hàng ngày. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Rồi, và bây giờ xin mời anh Lê Dũng chuẩn bị cho bàn phím của mình nha. Bé Bảo Duy có biết là cá heo nuôi con bằng gì không ạ? Lần này thì Lê Dũng vẫn là nghĩ bé Bảo Duy không biết. Chúng ta hãy game Bảo Duy trả lời là cá heo nuôi con bằng gì. Dạ thưa, con cá heo nó cho con của nó ăn con ốc cùng nhau. Hết rồi. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp theo, từ lựa chọn của bạn Việt Hà chuẩn bị. Bé Hoàng Kim có biết là cá heo nuôi con bằng gì không? Dạ bé biết ạ. Hoàng Kim ơi, cá heo nuôi con bằng gì? Con hãy nói cho mọi người nghe. Dạ thưa, con cá heo mẹ nó nuôi nó bằng sữa. Bởi vì nó không ăn được con cá nhỏ, nó mới uống sữa được thôi. Tại vì nó mới còn nhỏ. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp tục là sự lựa chọn của bạn Lê Dũng chuẩn bị. Hai bé Minh Quang và Minh Hoàng có biết là cá heo nuôi con bằng gì không ạ? Lần này thì Lê Dũng nghĩ rằng là hai bé sẽ biết. Tại vì hai bé hợp đồng tác chiến đúng không? Minh Quang và Minh Hòa ơi, cá heo nuôi con bằng gì? Dạ từ chú, con cá heo mẹ cho con ăn bằng sữa. Con biết như vậy vì con coi trên TV thấy con cá heo mẹ cho con ăn bằng sữa như vậy. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Xin thông báo, số điểm cho hai thí sinh đang ngang tài ngang sức ở mức 170 điểm. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cả hai được. Và bây giờ cũng là câu trả lời quyết định. Nếu bạn đáp trùng khớp ý với bé, bạn Việt Hà sẽ là người chiến thắng. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi phụ. Việt Hà chuẩn bị. Bé Uy Việt có biết là cá heo nuôi con bằng gì không nhỉ? Bây giờ là em rành tính cách của bé Uy Việt lắm rồi đó. Em biết chắc chắn nó trả lời gì. Bé sẽ trả lời là không ạ. Chúng ta cùng nghe đáp án của Uy Việt xem có biết cá heo nuôi con bằng gì hay không. Dạ thưa chú, con cá heo mẹ cho con cá heo con ăn thức ăn của trên tàu, cả người ta khi mà cho ăn á, khi mà con cá mẹ mà không tìm thấy á, thì á cái tàu kia nó sẽ nhìn một cái kính gì đó nó xuyên qua đường, rồi sau đó có một chú dùng cái đó nó để xuống ầm á, cái con cá con nó lơ mình quá, cái sau đó nó ăn. Chúc mừng trùng khớp. Thưa quý vị, đó mới là chuyện nhỏ. Và bây giờ thì số điểm của hai thí sinh đã có nhiều thay đổi. Bạn Lê Dũng 170 điểm. Và bạn Việt Hà 210 điểm. Như vậy, bạn Lê Dũng sẽ nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng và phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ.